ơi sao nay ông đi đâu để bên anh nghỉ không nghỉ ấy để bên lại nghỉ lùng ông thức hay ngủ xin ông đánh đòa sang đón khách quà không ấy đón khách quà qua sông ấy em bữa nay ông nay ơi ấy ai gọi gì em ơi ấy à này có khách gọi đò bên bến sông đánh đò đang đón khách ông ơi ơ thế nào bảo thế này ấy em ơi ấy ấy sao thế ấy nào bảo rằng đi đâu sớm sao chẳng gọi đò chẳng gọi ấp đêm khuya khóc lại có tiếng gọi đò ấy chứ rằng sao sao thế thầy ơi ấy não tôi đã đang trong giấc ngủ say sao ngủ sớm thế ấy này yếu bóng viếng não đã không dậy đâu anh em ơi chứ bữa này ông nghe nay đò chứ qua sông ắt phải lụy đò ờ chứ ắt phải lụy đò đúng rồi đấy mà bởi chứng ông trời nằm tối cho nên tôi phải lụy cô bạn bát nhà ông ơi xin ông làm phúc trở sang cho cha tôi nhờ các đạo quan ơi ây à, sao thế ây não bảo thế này nữa nhá ây à, thế nào ông ơi ây não bảo rằng là phúc thì quyền thì phúc phúc thì phúc ấy chứ trước thì nước nhá nào ấy chứ cứ phải có gạo có tiền thì não mới cho qua ấy à này ông lái đò ơi cái gì đấy xin ông đánh đò sang tới bến bên này hết bao nhiêu gạo tiền thì các con các cháu lo đủ đấy ông ơi ờ thế ấy chưa con cháu lo đủ chưa ấy à có đủ rồi đấy ông mau ra bến đây khuya rồi ờ thế có tiền để mua rượu đấy à anh em ơi có tiền để sắm sửa vỏ đò chứ mua rượu thì ngay đấy thầy ơi ờ thế phải có rượu đã mới chở cơ thế mau đánh đò ra khối có tiền rồi đấy thầy ạ ờ thế lão ra luôn nhá mau lên ờ cứ nhắc tới có gạo có tiền để mai lão đi uống rượu thì lão cứ bắt cái máy chèo ra bến xem sao nhưng ra đấy rồi có gạo có tiền não mới cho qua mà không gạo không tiền thì não mắc mái não về biết chùa ông ơi ơi cứ thử ra xem sao ôi thế nào cứ thử ra xem thế nào nhá ôi ra luôn nhá ra luôn đây này ra thật đây này ôi giời ơi ra đây từ từ chờ em chút chờ cho mái chèo như thế nào thì em ra luôn đây ấy thanh thanh một bên một ý một tiền một ní tiền ăn một treo một nghề lại em ra luôn đây ôi trời ây lão chờ người hiểu hiểu ấy này thành một đi một đi thì một treo một lái
trên thượng ngàn gió cuốn rung bay, sông mẹ sơn cá chim bay ngàn đến cánh kia, nguyện là nghe sao than nhẹ. Này qua đi thấp lầu cao ý thế ở đằng sau thì nễ đò thôi các bác nhá.
đừng có bổ nương em, mai em còn về Thái Nguyên. Mà bổ anh nương em là mai em theo cụ. Ông ơi, ơi, thế đưa cụ sang bên đấy thì ở bên đấy với cụ cho nó vui. Hả? Đưa cụ sang bên đấy thì ở bên đấy với cụ cho nó vui. Ôi giời, không được đâu. Về làm gì? Ôm cho em đưa cụ đêm nay sang bên đấy rồi em xem chỗ ăn chỗ ở cụ thế nào. Cứ ở bên đấy với cụ cho vui. Thế xong rồi là em cắm đất cho cụ xong em còn về, mai em chở chuyến khác. Ở bên đấy rồi mai các bác có đủ số quy tiên thì nơi ai mà chở. Thế đến nơi rồi người ta trốn chả được, không về làm gì. Ôi trời ơi, không được đâu. Em còn về chứ. Rồi nễ nha các bác ơi. A Di Đà Phật, nễ đi các bác ơi. A Di Đà Phật. Ông ơi, xem thiếu đủ thế không, bổ như bổ củi thế. Hả? Không được à? Em để từ từ để em xem lại. Bỏ Giang nào tối om thế. Bỏ Giang thế nào này. Lại ngồi sang rồi. Hả? Đấy. Được rồi đấy. Ơi chứ anh cháu nội đích tôn. Ui giời ơi, tất tay. Thế hết rồi à? Ờ được rồi. Ui giời ơi, quý hóa quá. Ui trời ơi. Đấy. Ừ. Em cảm ơn ông nhá. Đấy. Thôi thế này cụ, thế là các con các cháu này của cụ, người trần mắt thịt ăn chưa sạch bạch chưa thông, thôi lạy cụ. Thôi thế này lưỡi là cái, các con các cháu của cụ cũng đã sắp sửa đủ rồi. Thế này cũng có hương hoa đăng, này có trà có quả, thế là này có gạo có tiền. Thôi thế này cụ, thế là để lão xin cụ để cho lão được khai khấn khứa đò giang rồi còn khai quang này để trèo chở. Chứ đêm thì khuya rồi, thôi được rồi, khả năng là hơi tối. Ấy thắp cho em cây nến lên xem thế nào này. Xem có sáng hơn không. Thằng nào cũng khấn được các bác ạ. Ê, nến chưa thắp. Hôm nọ đi đình về có 4 quả chuối ăn 2 đôi. Còn đâu cho nó tất, thế mà nến nó không thắp cho. Ừ, đấy. Ôi. Ờ, lại còn đồng nữa à. Đấy. Mà các cụ bảo rằng là ơi chưa lúc trẻ thì con cậy mẹ cậy cha. Ấy lúc già rồi thì ấy chứ cậy vào con vào cháu các bác nhỉ. Thế mà nhờ vào tiểu nó sắp cho em con đò nó quên không thắp thì em cây nến làm em bổ từ nãy giờ chẳng được. Ôi giời, mãi không tán được khẩu thì được rồi. Ôi giời, nễ lại xem thế nào nào. Ừ, nễ lại. Nễ lại các bác nhỉ. Hay là còn thiếu cháu nào ngoài đấy chữa cho cụ tiền. Cho đủ chưa? Đủ chưa? Mà lúc nãy hết rồi à? Thôi chết rồi. Thế thì chốc nữa mà ấy đưa cụ đi vãng cảnh thì lấy đâu có nữa mà thả. Hả? Thôi được rồi. A Di Đà Phật. Thôi thế chốc cho hết thì đại em cho vay nhé. Mai lại trả. Thôi thế đâu rồi. Thôi nễ lại. Ừ hết luôn. Tất tay. Ôi giời. Xưa rồi đấy. Được rồi. Nào hết chưa. Thôi nễ nhá. Ừ. Em chở cụ đi lễ chùa để bảo em đi đi thì ai chở cụ. Ôi trời ơi. Thế chết rồi. Không như thế. Làm nễ nào các bác ơi. Mô Phật. Ấy con Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Ấy con Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật. Ấy hôm nay có chân linh hương hồn cụ là gì nhỉ? Hả? Chứ hôm nay có chân linh hương hồn cụ vũ gia quê cụ đủ số phi tiên về bồng lai tiên cảnh. Ê, này các quan các cháu một lòng đồng đạo sắp sửa hương hoa đăng trà quả thực xin được lạy ông thần sông nay lạy bà thần bến nay lạy lắm. Ê, cho vong linh hương hồn của cụ cũ ra quê cụ ở đông ở tây ở nam ở bắc cây bóng cả cây cao rằng bờ ao bóng giếng để cụ mau mau bước xuống mặt thuyền cho con cháu được trèo chở đưa vong hồn của cụ được đi giao du sơn thủy. Ê, để được đi lễ Phật lễ chùa các miếu tốt đền thiêng. Đến nay chùa nào tố hảo thì các con các cháu của cụ đêm nay xin được rước cụ vào để cụ vào chùa cầu tài cầu lộc. Cụ cầu cho con cho cháu của cụ nay đời. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Ấy con lại Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Đấy.
các cụ bảo rằng là tốt lễ thì dễ van. Các bác nhỉ. Ôi giời ơi trời ơi mà em trai của cụ cho cụ tất tay rồi, có cháu nội của cụ ấy lại cho cụ được 100,000. Khai quang đi chứ lại cứ ngồi phạt như thế. Từ từ. Thôi được rồi, to nhỏ đều được hết. Đấy, to nhỏ đều được hết. Cơ bản nào ấy chứ con cháu cụ thành tâm bác dâu trưởng nhỉ. Mà dù nhiều dù ít thì cứ luôn tay thưởng đoàn là được. Ít cũng được. Thế được rồi, thế để nào khai quang nhá. Ây chứ bỏ lòng mẹ con tiếc thời cháu thương, chứ đi đâu mà vội hồn ơi hỡi hồn, chứ này khai quang ác thời khai quang, chứ này khai quang thì khai quang thuyền thì bằng giấy đóng đi phải còn thời thuyền chở chế khô, thuyền là không xuống nước chứ này vong hồn tụ thời đi trước ấy lão tôi đầy theo còn là cháu bảo nhau ta để mua giày kéo đoàn linh hồn của cụ. Này các con các cháu của cụ này cũng đã khai quang đỏ sạch sẽ rồi. Thế lão cũng xin được mời cụ bước xuống mạn thuyền. Để đêm nay đây cho con cho cháu của cụ xin bắt mái con thuyền rồng này. Để đưa cụ được đi giao giao sơn thủy. Để rước cụ đi lễ Phật lễ chùa. Các miếu tốt đền thiêng. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thế nào mời một bác dâu, mời bác gái lên đây để đưa đò cho cụ. Để cụ em cùng với các con, các cháu là ây bác mái thuyền rồng đưa cụ đi giao giao sơn thủy nhé. Ơi, thế cô rước ảnh cụ xuống đò. Không, ảnh cụ gắn chắc lắm rồi, không được. Thế đi, ông Nái ơi, thế đưa cụ đi vãng thăm 36 cảnh đền theo điệu hát văn chứ. Đêm nay em dâng văn thờ cụ. Phải rồi, dâng văn thờ cụ. Dâng văn thờ cụ tuổi cao rồi. Ơi bác ơi, lên đây đi. Nào mời hai bác lên đây. Đấy. Thế mà bác nào mệt mỏi mà ấy chứ chân yếu thì ngồi đây. Thế còn bác nào khỏe thì xong đi cùng em để rước cụ đi nhá. Đấy. A Di Đà Phật. Đấy. Nào ngồi đây bác. Ông ơi. Thế các con các cháu của cụ cũng mỏi rồi. Thế nên cứ bảo ngồi xung quanh. Thế thành tâm thỉnh thoảng thả tiền đò cho ông cho cha tiền để ông vào chùa. Được rồi. Vãng cảnh nghe kinh. Thế một mình ông đi thôi nhá, cả ăn tất. Thế này này. Hai bá nhá, bố ở đây. Bố vào cái mâm. Đấy, bố chắc vào. Thế đưa đò cho cụ nhá. Thế em bảo thế này này. Thế cụ năm nay là cũng hưởng đại thọ 86 tuổi rồi. Thế cụ ốm đau mệt mỏi bao ngày rồi nhá. Thế hai bá ngồi đây đưa đò cho cụ được quay nhẹ nhẹ thôi nhá. Không phải chốc chốc mà quay mạnh quá là cụ say sóng là cụ mắng ra đấy nhá. Thế hai bá ngồi thì cứ ngồi cho chắc vào biết chưa. Ngồi chắc vào nhá. Đêm nay mà có tâm có đạo như bác dâu trưởng là em chở chuyến đò này 4-5 tiếng thôi nhá. Thế phải dặn xem con cháu xem. Thế cho nên là hai bá ngồi đây là tìm cái chỗ mà ngồi nó phải chắc vào. Không chốc nữa mà quay mà mỏi quá mà thả đò ra là trôi mất cụ đấy. Biết chưa? Thế xong rồi em dặn câu thế này nữa nhá. Nghe đây này. Nghe nhá. Không chốc lại quên.
Anh chưa thấy em đưa cụ vào cái cảnh chùa nào thì cứ cứ gọi cha đây câu. Ừ, để cha còn vào nhá. Ừ, lúc nào mà thấy em đưa cụ vào cái cảnh chùa nào thì gọi ơi cha ơi. Thế còn có gạo có tiền cho cha để cha đi vang cảnh các đền chùa nhá. Ừ, biết chưa? Ừ, thế có cần gọi thử hay là chốc lại quên? Ừ, gọi thử câu cho nào. Ấy cha ơi, con có tiền có gạo lễ chùa. Ừ, đấy là cha lễ chùa. Ừ, đấy thế là dẻo rồi. Ừ, gọi thế là dẻo rồi đấy. Dẻo hơn em rồi. Thế nhưng mà tiền đâu? Ôi thì chết rồi. Thế thì gọi xuông à? Ôi trời ơi. Ôi giời, thế lại quýt. Thế là cứ trông hết rồi bác trưởng à. Bác dâu trưởng ơi. Thôi đi đi ông ơi. Bá dâu thứ bảo là cứ trông hết vào bá trưởng thôi. Thì chết rồi. Em bảo thế này này. Thế cụ nhà đấy cứ vất vả sớm chiều cũng vì con mà vì cháu. Thế đêm nay chỉ còn có một đêm thôi các bá là báo hiếu cụ nhá. Thế hết tiền thì ấy chưa hết tiền thì mai lại kiếm được tiền. Mất cụ rồi mai chẳng biết tìm cụ ở nơi đâu. Biết chưa? Đấy. Thế mà hết tiền rồi thì vay bác trai cũng được. Bác dâu hết thì vay bác trai chứ đi đâu mà thiệt. Thế đi đến đâu thì quẹt thẻ đấy nhá. Bây giờ ấy chứ các cây rút tiền khối cả. Đấy. Mà em đưa đi đưa cụ đi 36 cảnh cơ nhá. Đấy rút hơi nhiều đấy. Thế mà vào cái chùa nào là phải rút luôn, không thì cụ bỏ lừa cụ. Ôi giời. Ấy mà gọi cái nào phải thả cho cụ tiền luôn chứ không. Nào đi đi ông ơi. Chết giáo. Thế nào đi nhá. Thế nào? Thế nào? Thế bác nào mỏi thì ngồi đây thả tiền cho cụ. Thế còn đây chứ các cháu ơi còn khỏe thì vào đây cùng em để rước cụ đi nhá. Chứ không thì thầy ta tới ta một mình em. Thôi ông làm cả ăn tất đi rồi cho các cháu ngồi đấy xem. Ờ thế này một mình em à? Một mình đấy, làm cả ăn tất. Ờ thế à? Thôi được rồi. Thế thì hôm nay cũng em đánh đẫy. Trời ơi. Thế đi nhá. Đi đây. Nào đi nào. Ấy bao năm cha vất và sớm chiều sớm chiều nuôi con đi dạy cháu có một đời gian nghề rồi tới hôm nay cha tháp không còn cháu con mộ đào ấy được cha đi lễ chùa. Thế đi nào anh em ơi, đi nào, đi nào, đi nào. Thế các con các cháu về nhà ấy thành tâm để con góp gạo tiền. Thế cùng em xin mua cành vàng lá sớm rước cùng đi lễ Phật lễ chùa nào. Cháu con đưa cha vào đi.
Từ
dâng lên tam bảo mười hương cha đổ chi dước cha mẹ đại đẹp lon điên chùa hương cha tới để cháu con đưa cha vào ý à. Này đức cụ về tới chùa hương người đó để chùa nên là cắt keo vào chùa đồng thì với cháu thành công có gạo có tiền để cho cụ vào cắt keo lên chùa đồng à. Dù ai đi nhường về suối nhớ ngày dỗ tổ mừng mười tháng ba rước cha về dỗ tổ đèn hùng vương từ cha ghé bóng rồi đến tây thiên lấy dỗ thần này cụ đã về đến đền Hùng đất nước này đã tổ một ngày tháng ba rồi đấy. Cha xa nghe tới đất bảo ông bảy cha mẹ về lão cái con trước cha về tới đất đấy lão cái thắp ba đèn ông bảy bỏ chúng bảo ai à, con cháu rước các cụ lên đến lão cai để đưa vào thăm ông đèn hoàng bảy. Sang tới Linh Bình có những cháu thành tâm đưa cha sang bãi đỉnh ghé vào tràng rước cha về bãi đỉnh mà thăm sao du sơn thủy cha an có vào ý. Đưa cụ về đến Ninh Bình cụ thăm thăm chùa bái kính người sang thắp đèn hồng nào. Cha qua thành quá thăm qua cha ơi đèn sáu thòng rồi ghé về mẹ là sen quê má còn rước hoa mẹ an thắng tay nhẹ cháu con rước cha vào ý nay đưa cụ về thăm đất Nghệ An thăm làng sen quê của bác người nhớ cụ ghé vào thăm năm hoàng người nhớ. Rồi các con các cháu hướng ra qua cầu cầu thị vào thăm đất Việt Nam.
không về đầm đã có một lần. Con cháu đã đưa cụ về đến đầm đa rồi em con nào nếu cần xét kinh người của lòng cầu tài thì các con các cháu của cụ. Con xin đưa cha sang tới đất Hòa Bình. Xưa nay đầm mà đã thắng cảnh cháu có nhà thời nước hoa. Con rước cha về đền mẹ đền cha sang đền tổ mẹ ở trên thượng nay ai tuấn đỏ tiến đến đây các con các cháu nay thành tâm công đạo cầu tiền để đưa cụ đi chơi chùa gần các ký chùa xa. Chùa gần đi cho rước cha về thành đẹp thủ đô phố phường cha tới cho con rước cha vào ý à. Nay chùa gần tới ký chùa xa chùa nào tố hảo thì các con đã đưa cụ vào rồi đưa cụ đi rồi con cháu đưa cụ về thủ đô nhà mình nhờ ông lái rước cha đi bắn chùa gần chùa xa rồi đưa về chùa nhà. Ba đình cha ghé thăm cha ơi cha hoa ghé bóng vườn hoa ba đình sau cha về tây chúc nghỉ ngơi đổ cho con cháu cha ơi đổ cho con cháu đời đời hiền được rồi hai ba có phải không phải à thế có cần có thích quay nữa không giấu đi làm gì? Ông chưa từ nãy đây, từ nãy đến giờ bảo nào ấy chưa đổi tiền để cho cha đi tiền đò nhé. Thế bây giờ là thuyền nó tới bến rồi. Thế thì cho tất đi. Tất. Thế các con các cháu còn đằng sau thì cho tất đi. Hả? Hết ông chưa? Ơi. Xem trước cụ nên bảo đây. Ôi từ từ đã để con cháu bảo rồi thì còn phải cho tiếp cái này. Thế đây còn ai bảo gì không? Thế bác dâu cả có còn cho cụ đồng nào không? Hết rồi à? Hết rồi à? Ôi giời. Thôi được rồi. Thôi thế thì lời vong linh hương hồn của cụ. Đấy. Ơi mà bác dâu ơi, bác dâu cả rồi em bảo thế này này. Ơi chị đêm nay về nhà đấy các con các cháu thành tâm mộ đạo. Thế nên nay cứ cho cụ một thì mai phù hộ cụ phù hộ để kiếm được 10 nhé.
Thế ai đi buôn thì buôn một lái mười, sớm thì một chỉ, tối về kiếm đủ một cây. Ôi trời, ôi trời, chẳng